Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Ok, các bạn thì như anh em thấy là tôi đã đang ở cái máy farm nhện của tôi đây. Đấy, thì anh em có thể thấy ở trên người tôi là không còn móng gỗ nào. Không còn móng gỗ nào anh em ạ. Bởi vì tôi vừa farm hết cái gậy của tôi rồi. Tôi vừa farm hết cái kiếm cuối cùng của tôi rồi anh em ạ. Thì tôi quên mang cả gỗ luôn, bởi vì tôi mới chạy từ cái máy farm skeleton qua đây thôi. Để tôi giới thiệu cho anh em là trước cả tôi đã farm bọn nhện này khá là nhiều. Anh em có thể nhìn thấy cái level của tôi này, lên tận level 51 rồi. Và đây, úi dồi ôi, từ nhện vào mắt nhện đây. À thế này là sợi chỉ à, ok. Đấy, rất là nhiều anh em ạ. Cái đống này sau này mình cầm đi chết đồ với mấy anh cầm gậy ấy. Úi dồi, rất là ngon anh em ạ. Đấy thì tôi đã farm bọn này tầm 2 tiếng em nhá. Tôi tính là sau này nếu mà tôi có cái looting 3 ấy là cái gì ấy nhỉ? Thì nó giống cái gia tài ấy, là cái looting 3 ấy. Thì tôi không biết là dịch ra qua tiếng Việt là cái gì. Đấy thì mình có thể farm được cái tơ nhện này là nhiều gấp 3 lần luôn. Đấy. Đấy, tương lai farm này thích lắm anh em ạ. Đấy thì anh em phải nhìn thấy bọn nhện đã tập trung khá là nhiều nhưng mà tôi không có kiếm để tôi đập bọn nó rồi anh em ạ. Khá là tiếc. Được rồi anh em ạ, thì kệ bọn nó đi, khi nào mình quay mình đập sau, khi nào mà tôi AFK tôi vào tôi farm tiếp. Thì tôi cái lúc tôi AFK hay là tôi có farm cả máy farm nhện và máy farm xương anh em nhá. Thì cái máy farm xương ấy, cái máy farm skeleton ấy là tôi thấy có lợi lắm, bởi vì nó farm ra các cái cung khảm anh em ạ. Nó rất là có lợi, mà nó có farm xương nó và cả cung tên nữa. Và cả cái tên để bắn nữa ấy, nó có lợi kinh khủng luôn. Thế nhưng mà mỗi tội đó là tôi nhận ra cái máy farm skeleton của tôi ấy là bởi vì là bọn skeleton chắc là tại tôi farm nó ở ngay cái hang ổ bọn nó ấy. Thế nên là chúng nó spawn ít lắm, chúng nó spawn có tầm 5 con thôi, sau đó thì tầm 5-6 con rồi sau đó chúng nó không spawn nữa đâu. Chứ nó không nhiều như cái bọn nhện này đâu. Thì cái bọn nhện này là bởi vì tôi farm bọn nó ở xa xa cái hang ổ bọn nó, mà cái hang ổ bọn nó thì ở tận trong kia mà đó. Thế nên là chắc là chúng nó mới spawn nó nhiều. Nên là tôi sẽ phải mở rộng cái hang skeleton ra ở trong tập hôm nay anh em ạ. Đấy, tập hôm nay là chúng ta sẽ nâng cấp hang của skeleton anh em nhá. Và chúng ta xây máy farm sắt anh em ạ. Đấy, đã tới lúc cho máy farm sắt rồi. Ok anh em ạ, thì bây giờ thì tôi phải đi lên để tôi đi qua chỗ máy farm skeleton anh em ạ. Ok anh em ạ, thì trước khi bắt đầu video thì anh em hãy like và subscribe tôi với nhá. Cái điều ấy nó sẽ làm cho tôi vui cả ngày đấy anh em ạ, và nó free mà đúng không? Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em nhá, bây giờ anh em đợi tí để tôi đi qua chỗ farm skeleton nhá. Ok anh em ạ, tôi tới nơi ở đây. Trời ơi á, à, cưỡi chiến mã đi tới nơi ở đây anh em ạ. Hồi trước là tôi để em mèo ở đây để em ấy ngồi canh cái chuồng ngựa đấy, để cho không có đứa nào dám chiếm chuồng ngựa của em ngựa. Ngựa gì ấy? Trời ơi, ngựa vàng. Ôi, em phải để lên trên chứ em. Đúng rồi, đi theo anh nào đây. Em đã làm rất là tốt nhiệm vụ rồi, theo anh. Đây các em ạ, máy farm skeleton là nằm trong này đây. Đây, đâu ta? Ôi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ôi, mèo ơi cứu anh. Ôi, đau thế. Sao đau thế, vì sao mà tôi mất nhiều máu đây anh em? Căng nhở, được đấy. Đâu ấy nhở, tôi nhớ cái máy farm tôi nằm ở đâu đó xung quanh đây mà ta. Đâu rồi ta, đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đấy, toàn quên. Đây các bạn, đấy cái máy farm skeleton tôi đây. Tôi sẽ xuống mà tôi xem thử xem các bạn skeleton các bạn làm ăn nào nào. Em chào mấy anh, cứ từ mấy anh đâu rồi? Thì chúng ta phải đứng gần cái điểm, chúng ta phải đứng gần cái hang của bọn nó, chúng nó mới spawn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy hai cái cung tên chưa? Được khảm này và tôi và trong cái Minecraft này nhá thì nó có một cái vật phẩm, có một cái nó gọi là cái dụng cụ ấy. Nó sẽ giúp mình gộp những cái tên lại, là mình gộp được cái cung bật lùi 1 này lại và cái chậm hỏng 2 lại thành mấy cung mà có cả hai cái anh em ạ. Vậy nên là tôi nhận ra là nếu mà tôi mà cứ farm cái này, tôi sẽ farm được rất là nhiều cái cung mà có khảm. Sau tôi gộp hết tất cả lại thì có phải là tôi sẽ được mấy cái cung mà có full khảm không? Úi dồi ôi. Thế nên là tôi nhận ra cái máy farm skeleton này rất là ngon anh em ạ.
Bây giờ tôi sẽ phải cải tiến cái máy farm này hơ. Ok các bạn, thì đầu tiên ấy, mình muốn cải tiến được cái máy farm này ấy, là mình phải xử các bọn đã. Chứ chào được, tôi không có gỗ rồi anh em ạ. Chắc là tôi phải đi lên trên chặt tí gỗ đây anh em ạ. Rồi anh em ơi, đây tôi chặt được 5 thân cây sồi ở đây. Tôi dùng rìu để tôi đập bọn zombie, tôi hỏng luôn cái rìu rồi anh em ạ. Từ ra tôi tính chặt thêm ấy, nhưng mà tôi hỏng vũ khí rồi nên tôi phải đi xuống anh em ạ. Ok anh em ạ, chúng ta sẽ làm ván gỗ này, xong chúng ta sẽ phải craft mấy kiếm. Đấy, gậy đã. Đấy, xong rồi làm mấy kiếm. Ái chà, tôi không có băng sắt rồi, nói vậy tôi làm mấy kiếm đá cũng được. Làm mấy kiếm đá bởi vì tôi muốn dọn các bạn đấy anh em ạ. Đây thì anh em có thể nhìn thấy này, chú rất là ít. Anh em nhìn thấy này thôi, thực ra chúng có tầm 5 đứa thôi. 3 đứa này thì tôi nhìn thấy có tầm 3 đứa này, nó rất là ít. Nó không có đông đúc như bọn nhện anh em ạ, là bởi vì là mình farm chúng nó ở ngay trong hang ổ bọn nó ấy, thế nên là chúng nó không có spawn ra nhiều được. Thì mình farm xa xa ra. Đấy, tôi dọn cái bọn này, sau đó tôi sẽ vào tôi sửa cái phòng farm anh em ạ. Đấy, anh em nhìn bọn skeleton chúng có mặc toàn giáp rồi thì đồ khảm chưa. Bọn nhện chúng có đâu có mặc giáp đâu đúng không? Thế nên là tôi mới nhận ra là cái máy farm skeleton lợi anh em ạ. Đâu rồi chết cha, cắm nước vào. Ui chết cha rồi, cái nước. Úi giời ơi, đừng. Chết cha rồi anh em ơi. Úi giời, từ. Đau quá anh em ạ. Rồi. Để tôi lấy block ra, tôi chặn cái đó nào. Chặn vào đi, rồi. Hết nước đi. Hết đi. Rồi anh em ơi, an toàn rồi. Rồi ôi. Đúng là hardcore anh em ạ, nó bắn tôi đau phết đấy. Mèo nhỉ? Mèo nó phấn khích anh em ạ, mèo phấn khích bởi vì tôi đang chuẩn bị sửa máy farm skeleton. Ok anh em ạ, thì bây giờ mình muốn sửa cái máy farm này. Chỉ đơn giản thôi, nó cũng giống như cái máy farm nhện của tôi đấy. Là tôi sẽ mở rộng nó ra, cái diện tích có đúng y hệt như là cái máy farm nhện của tôi luôn. À, nó mèo em bảo vệ anh khỏi creeper giống như hồi trước em nhá. Yêu em, rồi ôi, em mèo vàng xinh xắn của tôi anh em ạ. Đây các bạn, chúng ta sẽ đào rộng ra bốn phía là 4 ô. Đây là ô thứ 3 này. Ô 4 à, đúng không? Đây, 1, 2, 3, 4 này đấy, đúng không? Đây, 1, 2, 3, 4. Á. À. Đấy. Bây giờ này, 1, 2 rồi. Á, à, đây là 3 này. 1, 2, 3, 4. 4 là ngoài này đó. Xong chút nữa mình sẽ dùng đá và mình chắn cái chỗ này lại các bạn. Đây này á, mình dùng đá và mình chắn lên này. Á. À. Và đây nữa là 1, 2, 3, 4. Đây, 4 nữa anh em ạ. Đấy, và sau đó là mình sẽ đào rộng cái căn phòng ra thôi. Đó. Thì và cái mái nữa anh em nhá. Bây giờ được cái mái này. Cái mái là mình phải cách 4 ô này. Đây thì anh em nhìn thấy cái mái là mình mới cách được có 3 ô này đúng không? Thì phải đào thêm 1 ô nó lên bên trên nữa anh em ạ. Đó. Và bây giờ là đến dưới cái đáy này nữa. Cái đáy này là mình phải đào xuống 3 ô anh em nhá. 1, 2, 3. Đấy, phải đào xuống 3 ô. Ok anh em đợi tí nha, tôi đào xong hết cái phòng này rồi tôi quay lại với anh em nhá. Ok anh em. Rồi anh em ơi, được xong rồi đây. Tôi đào rộng hết cả phòng rồi đây anh em ạ. Và anh em nhìn đây, tôi tiếng vàng luôn. Nhưng mà tôi không có cuốc bạc đào rồi đây, có bạc nhưng mà tôi lười nung quá. Kệ đi, nào đào xong rồi. Đây và có cả ngọc lưu ly luôn anh em ạ. Đây tôi vào đào một tí rồi. Tôi kệ đi, cứ để cho đẹp anh em, cứ để cho phong phú. Mèo nhỉ. Thế thì bây giờ tôi sẽ phải dọn cái rừng lên trên bên này anh em ạ. Ơ. À, ok các bạn, bởi vì mình không có đường lên nên tôi dùng nước có đi lên luôn. Tôi dùng nước có đi lên luôn, cất tí đồ rồi sau anh xuống, tôi xuống tôi dọn cái rừng lên anh em ạ. À. Mình cũng sắp hoàn thành rồi đây anh em ạ, khá là nhanh đúng không? Cái cột này thì có nên đào đi không nhỉ, chứ là kệ đi, cứ để cột như vậy đi anh em ạ. Để cột như vậy đi. Tránh các mèo. À, bây giờ tôi sẽ lấy hết mấy cái đồ này xuống. À, tôi mới đào cái rương đi. Tôi không có cái ấy rồi, tôi không có cái rìu rồi, tôi dùng kiếm chặt tạm cái rương cũng được. À, đấy, phá cái rương mang đi rồi mình xong anh em ạ. Rồi, xong rồi. Xong tôi lấy tí đá, tôi lấp lại mấy cái chỗ này các bạn. Đấy, tôi lấy tí đá, tôi lấp lại cái này được. Đấy.
Rồi anh em ạ, thì như các bạn thấy đây, đó là tôi đã xong rồi đây anh em ạ. Đó, tôi đã lấp cái chỗ này lại rồi. Thì bây giờ thì tôi phải chọn hướng để mình farm anh em ạ. Tôi nghĩ là đây mình hướng này đi, vì cái đường mình xuống ở bên bên này các bạn đúng không? Đó, mình chọn cái hướng này đi. Đó, chọn cái hướng này. Đầu tiên đấy là mình sẽ cần có hai xô nước anh em ạ. Đầu tiên là tôi phải đi lên trên này này, tôi múc một xô này. Đó, tôi xuống đặt nó ở góc đã. Đặt nó ở góc không. Phá một ô ra, đặt nó vào đây. Đó, xong lại đi lên rồi lại mang thêm một ô nữa. Bởi vì là mình có mỗi một xô nước ấy, nên mình phải làm vậy các bạn. Hơi nghèo. Đấy. Đấy, xong bây giờ mình phá cái nước cái điện rồi đấy. Đấy, phá cái nước cái đi. Đó. Mà hình như là mình không cần cái này đâu anh em ạ. À, phá cái nước cái đi, xong mình đặt vào đây này. Đấy. Ui giời, à đây đây, đấy, xong đặt vào đây. Á chà, đây đây, phải đặt cục vào đây nữa. Á, xong mình đặt vào đây. À, đấy, hợp lý luôn anh em ạ, ôi ngon quá. Được rồi đấy, ở tôi cắm cái đuốc cái chứ không chốc quái spawn anh ạ. Từ từ phải cắm nhiều nhiều đuốc tí. Đấy, đây đây, đây, ở đây đây. Rồi, đuốc này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đào xuống một block ở đây anh em ạ. À, ở các cái chỗ mà nó không bị nước, chúng ta sẽ đào xuống một block. Rồi anh em ơi, xong rồi. Đấy, sau khi mà tôi đào xuống một block cái này này, thì bây giờ thì cái chỗ ở giữa này này, đây thì anh em thấy cái chỗ ở giữa đây không? À, từ cái này chiếu thẳng qua đây này. Đấy, chúng ta đào vào đây. Đấy, đào vào đây hai block. Đây, đây đúng hai block mèo vậy. Em đừng tránh tránh đây em ơi. Mèo đừng chắn tôi làm việc quá. À, chúng ta đào vào đây hai block, sau đó thì chúng ta sẽ... Rồi anh em ơi, đấy, mình đào hai ô và sau đó mình đào xuống anh em ạ. Đấy, đào xuống hai ô cái này. À, và sau đó thì cái chỗ mình đứng farm sẽ là cái chỗ bên dưới này. À, mình sẽ đứng farm bên dưới anh em ạ. Và mình cần phải làm một cái biển. Ô, tôi có cái cung, à cái cung này là cái ở trong cái rương mà đúng không? À, tôi lấy cái bàn chế tạo ra và tôi làm cái biển để tôi chặn cái dòng nước lại anh em ạ. Nó giống như là cái lúc mà tôi làm máy farm nhện đấy. À đâu đâu, cái biển lắm nào nhỉ? À đây, tôi nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Đấy, cái biển đây. Đấy. Xong em đặt nó vào đây này. À, tôi đặt gì nhỉ? À, Pam xương. Thôi, tôi không đặt gì đi, kệ đi hả? Đấy, rồi. Phá cái cục cái đi. Phá cái cục cái đi, xong mình sẽ làm một cái hopper. Đấy, mình xuống đây, mình làm một cái hopper thế này. Đó. Đấy, bây giờ mình đào rộng cái chỗ này ra để mình làm cái chỗ mình farm mà được anh em ạ. Đấy, anh em đợi tí nha. Đây anh em ơi. Đấy, tôi đã xong cái chỗ này rồi. Cuốc của tôi cũng sắp hỏng rồi, để tôi đặt cái craft table vào trong góc. Tôi sẽ làm một cái cuốc mới anh em ạ. Rồi. Đấy, sau khi mình có cái cuốc này thì tôi sẽ phải đào lên. Để tôi đào một cái đường mà tôi đi từ bên này, tôi đi lên bên trên đấy anh em ạ. Đi trên này mà giờ đi chéo lên, mà đào đường chéo lên thì hơi ấy nhỉ. À, để tôi làm cái thang nhỉ. À, mình dùng cái thang đi. À, mình đi mình thang cho nhanh. Đấy, còn gỗ anh em ạ, làm được bao nhiêu cái thì làm. 18 cái chắc là cũng ai ngon được 6 cái thì cũng được, chứ cũng đỡ đấy, chứ cũng đỡ đấy. Đây, chúng ta đào lên một chút đây này. À, xong rồi đến khi nào mà mình cảm thấy được được rồi thì mình sẽ dùng thang anh em ạ. Cắm cái đuốc vào cho không quái spawn này. À, đây, tôi nghĩ là tầm này chắc là được rồi đấy nhở. Thôi, thêm một ô quá đi. Một ô quá đi. À, tôi thêm một ô quá đi cho chắc. Rồi, rồi. Đây được rồi đây các bạn. Để tôi thử đào thẳng lên xem mà mình tới cái chỗ của mình chưa nào. À đây đấy, ui dồi, ngon ngay. À, ngon ngay các bạn. Ui được quá. Ui hợp lý, hợp lý. Cái thang của mình đâu? À đây, cái thang của mình đây. À, ui dồi ôi. Ngon quá nhở. Rương nhỉ, rương nhỉ. Quá ngon rương nhỉ. Đấy, rương gật đầu lia lia anh em ạ. Đấy, thấy không anh em? Úi dồi ôi hơ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta chặn nó lại anh em ạ. Đây, tôi sẽ chặn cái này lại. Chặn cái phòng này lại. Đó. Đây, đây. Đó. Rồi, để tôi xuống thử bên dưới, tôi xem thử xem là cái phòng nó đã ổn định chưa. Xem thử xem cái phòng chặn vậy được chưa. Mèo nhỉ,
mèo xuống xem vang không? Ờ. Đấy. Nào, check thử xem ổn định chưa nào. Rồi anh em ạ. Đấy, đây này. Anh em phải thấy là phòng khá là kín rồi đây anh em ạ. Đấy, nó đã khá là kín rồi thì bây giờ ấy, cái là mình cần phải làm nữa anh em ạ. Đó là mình cần phải bây giờ là mình cần phải phá mấy cái block này đi này. Đây, phá những cái block ở bên dưới này đi. Đó. Để cho nước có chảy được ấy, đó. Nước có chảy được và nó sẽ đẩy bọn skeleton xuống. Đấy. Đấy, tới đây thì nó bị dừng lại này. Tới đây bị dừng lại thì mình sẽ cần một cái hopper mình để vào đây này. Đó, mình sẽ đào thêm 4 ổ dưới này. Đó, một cái hopper và hai cái rương mình để vào đấy. Ê, một cái hopper thì bây giờ là tôi phải làm lò nung rồi anh em ạ. Tôi không có bạc cái này, tôi phải nung cái quặng bạc này của tôi rồi. Đó, nó cũng may là trước là tôi cũng có một chút bạc. Cái lúc mà tôi farm nhện ấy, thì tôi có đi đào xung quanh ấy, thì anh em có thể thấy là gần cái chỗ farm nhện của tôi là nó có cái quặng sắt đấy, là dưới cái chỗ hopper ở cái máy farm nhện đấy. Đó, là tôi đào đấy ra đấy. Đó, đợi tí để nó ra cái ấy tôi sẽ làm nó cái hopper đặt, tôi đặt vào đây anh em ạ. Rồi anh em ơi, đây. À, tôi đã mang cái rương ở bên trên, cái rương ở chỗ này hả? Tôi mang xuống đây để tôi gộp với cái rương của tôi để tôi làm ra một cái rương to rồi. À, thì đồ của tôi full quá anh em ạ, nè tôi phải để tạm vào đây một vài cái vớ va vẩn như kiểu là mắt nhạy các thứ này full quá để nhờ anh em ạ. Thực ra mình cầm ở đấy thì mình còn bị thiếu mất bro anh em ạ, tôi để nhờ tí. Chúc biết đâu mình còn cần thêm cái gì. Đấy anh em ạ, ấy chúng ta đã xong được cái phần chúng ta đã xong được cái phần xây máy rồi. Bây giờ ấy các em ạ là cái phần mạo hiểm nhất đây. Đó, trong quá chúng có rơi xuống thì mình đứng ở đỉnh farm này đó. Đấy. Đấy, rất là ngon anh em ạ. Hoặc là mình đứng ở bên dưới đỉnh farm này. Đó. Đây này, đó, farm. Ôi giời. Để tôi lấy cái phiến đá này tôi để vào đây. Đấy, mình cứ đứng bên dưới mình chém cái này thôi. Quá thích anh em ạ. À mà từ. Thì sao mình đi mình để cái rương cái này làm gì? Thế này mình đi rồi mình để cái rương ngang ra này thì có phải tốt hơn không đúng không? Đây này anh em ạ. Chúng ta nên để cái rương ngang ra này này. Vứt cái này ra nào. Để tôi vứt hết ra để tôi nhặt được cái rương cái rương ấy. Đây rồi cái rương cái này. Rồi ôi. Anh em đợi tí để tôi sửa anh em ạ. Úi dồi. Xong rồi anh em ơi. Đây. Đẹp chưa? Đẹp không mèo? Úi dồi ôi. Bao nhiêu lâu đây các bạn ấy, bao nhiêu lâu cuối cùng cũng xong rồi. Úi dồi ôi, thích. Quá thích các bạn, thành quả quá được. Đấy, cái rương của tôi đây. Phun đồ này, từ tôi vứt tí đồ vào. Ok các bạn, bây giờ đến công đoạn nguy hiểm nhất đây. Chúng ta sẽ phải lên và chúng ta mở cái lồng để cho chúng nó spawn ra các bạn. Đấy, thì mở cái lồng thì mở như thế nào? Là mình phải vào chuồng của bọn nó đấy các bạn. Nhưng mà tôi đang nghĩ cách là không biết chốc mình vào chuồng xong chốc sao mình lên nhỉ. Ok các mình vào chuồng xong rồi tôi sẽ dùng nước quay lên. Ok. Nguy hiểm đấy. Đây này, phá này. Phá cái đuốc kia anh em ạ. Cao quá, từ từ. Ui giời, được rồi. Phá hết mấy cái trên tường kia đã. Chúng mày đừng bắn tao nhá. Từ từ anh em ạ. Từ từ mấy anh em skeleton nhá. Ui, cao quá, thằng con đặt đuốc cao thế. Phá là mình phá tường sau anh ạ, mình phá tường sau rồi sau đó là mình phá nó tới cái hướng của mình rồi thì mình đi lên luôn anh các bạn. Rồi, thôi, tha cho tao. Tao xin đoạn mày. Rồi các bạn. Rồi ôi, chúng mày bắn ai? Bây giờ là... Bây giờ xem thằng nào bắn thằng nào. Hình như là chúng nó bắn nhau rồi anh em ạ. Tôi thấy chúng nó cứ đang nó có cái tiếng như nó bắn nhau ấy. Đừng bắn nhau. À không, thực ra chúng có bắn nhau thì đồ chúng nó cũng sẽ rừng đây thôi anh em ạ. Đấy. Anh em thấy cái máy farm của tôi ngon không? Để đứng thử ở đây một lúc xem mà chúng nó có xuống nhiều không anh em ạ. Đấy. Để tôi đứng thử ở đây một tí làm sao anh em ạ. Úi dồi ôi. Đồng đây có 3 đứa ở đây anh em ạ. Có 4 đứa rồi đúng không? Úi dồi ôi. Đấy, xuống đông lắm. Đấy, farm bên này là
là sau này là mình sẽ có một cây cung gọi là cực kỳ tuyệt đấy các bạn. Đấy, rất là tuyệt đấy các bạn. Thích quá. Rồi. Ok các bạn, thì bây giờ là tôi sẽ phải ủa cái gì đấy? Sao nó mà nó bắn cho tôi nhỉ? Hay nhỉ? Chắc kệ mẹ lát cái kệ đây các bạn. Mà lão lão ơi. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ phải xây máy farm sắt đây các bạn. Đó, bây giờ tôi sẽ quay trở lại nhà và tôi xây máy farm sắt đây các em nhá. Ok, anh em đợi tôi tí để tôi quay trở về nhà nhá. Đấy, khi nào tôi AFK tôi sẽ farm bọn sau. Quá ngon, quá ngon. Rồi rồi anh em ơi, tôi đã về nhà rồi đây anh em. À, tôi đã chạy về nhà và tôi đã dọn một tí đồ rồi anh em ạ. Nên và tôi cất hết mấy cái đồ đá của tôi đi để tôi chuyển hết thành đồ sắt rồi đây. Đây, bởi vì tôi nhận ra nhà tôi cũng có khá nhiều sắt. Có vẻ hồi trước tôi đi hang động tôi đào được khá là nhiều. Ok anh em ạ, thì bây giờ mà để mình muốn xây được cái máy farm sắt ấy thì nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà mỗi tội ấy đó là chúng ta phải cần có dân làng anh em ạ. Thì cái máy farm sắt này là máy farm sắt tự động anh em nhá, là chúng ta không cần phải đứng, chúng ta không cần phải làm gì hết. Chúng ta chỉ cần cứ để cho nó đứng ấy và nó tự farm anh em ạ. Đấy, nó khá là hay. Nhưng mà mỗi tội chúng ta cần phải có dân làng. Thì tôi rất là muốn xây nó ở cạnh ở gần cái chỗ tôi farm nhện hoặc là tôi farm skeleton. Thế nhưng mà mỗi tội là xung quanh đấy tôi không biết là có cái làng nào xung quanh đấy không, bởi vì tôi cần có một vài thằng dân làng mà. Đấy, thế nên là tôi phải xây ở nhà anh em ạ. Nên là tôi phải xây ở ngay trên nhà. Đó. Thì bây giờ đầu tiên ấy là chúng ta không cần phải quan tâm đến dân làng vội đâu, chúng ta cứ xây trước đã, xong trông nó quan tâm đến dân làng sau. Thì bây giờ mà muốn xây ấy, anh em ạ, là chúng ta phải xây ở một cái chỗ rất là cao. Chúng ta phải xây cao lên bên trên bầu trời này. Đấy, thì cái máy farm ấy thì nó ở trên bầu trời. Cái là hay đúng không? Để tôi thử mở thử cái hòm này xem là nó farm bằng nhiều chưa nào. Thử xem thử không nào. Được 30 à? Bởi vì là cái máy farm mía này của mình nó còn nhỏ mà. Khi mà sau này mà tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ mở rộng nó ra. Nó sẽ dài kinh khủng ấy tận kia và dài kinh khủng ấy tận bên này. À, và lúc đấy là nó sẽ farm cực kỳ nhiều mía anh em ạ. Ok, thì bây giờ thì xây cái máy farm sắt thì bây giờ mình đã xây thẳng ở trên bầu trời này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đấy, tầm này đủ anh em ạ. Sau đó mình sẽ mở rộng nó qua hai bên. Đấy, như này. Úi dồi, mèo. Mèo dịch chuyển lên luôn anh em ạ. Đấy, thì mèo với chó thì nếu mà mình mà đi xa nó quá thì nó dịch chuyển tới chỗ mình đấy anh em. Và nếu mà mình muốn nó không dịch chuyển tới chỗ mình ấy thì mình cho nó ngồi xuống. À, mình cho nó ngồi xuống là được. À mà thôi. Cái chỗ này sắp tới là nó thành cái chỗ dân làng nó ở mà. Nên là mình cứ để em mèo để em ấy ở đứng đi. Chút nữa là em ấy tele xuống thì tốt. Ok anh em ạ, đó, sau khi mình xây xong cái này rồi thì bây giờ là mình cần có giường anh em ạ. Giờ mình cần có giường được rồi thì từ từ đã, trước tiên khi có giường thì tôi đã xây cái này đã. À, tôi xây cái tường luôn anh em ạ. À, tôi sẽ xây cái tường. Úi dồi, hết đá. Sau khi xây cái tường là mình cần có đến tận 5 cái giường anh em ạ. Cần tận 5 cái giường đấy. Nhiều phết đấy. Nhưng mà tôi nhớ là nhà tôi có lông cừu. Để tôi nhảy xuống các bạn ạ. Tôi nhảy xuống. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Suýt tí nữa là tôi đi bụi cái gua này của tôi anh em ơi. Rồi ôi. Rồi ôi các ơi. Tỉnh cả ngủ anh em ạ. Rồi. Ok. Thì bây giờ mình cần có giường đúng không? Có lông cừu. Đây rồi. Đó, chúng ta sẽ rùng cả mình anh em ạ. Rùng cả mình. Đấy, ta sẽ cần gỗ này. 5 cái. 1 này, 2 3 4. Rồi, 5 cái ở đây các bạn. Sau khi mình có 5 cái là mình cần có cái tường nữa cơ anh em ạ. Đây này. Cần có cái tường đá cuội. Cái tường đá cuội làm thế nào nhỉ? Tường. Á chả ngon.
không biết là cần làm bao nhiêu nhỉ? 30 có đủ không? 30 tôi nghĩ vẫn thiếu. Nữa đi, 64 thì mình có nhiều đá cuội mà mình lo quá gì, đúng không? Rồi, đây bằng này đi. À, mình cần có hopper nữa anh em ạ. Cần có hopper nữa. Vẽo đấy. Thì cha rồi, à ok, đây tôi vẫn còn gỗ may quá. À, chúng ta sẽ cần làm 3 cái rương. Chúng ta cần 3 cái phễu anh em ạ. 3 cái phễu là 3 cái rương đấy. Rồi. Xong ta làm cái phễu này. Đấy. Đặt cái rương vào đây. Đấy, 3 cái phễu, ok anh em ạ. Xong chúng ta lại cần thêm một cái rương nữa anh em ạ. Mình cần thêm một cái rương để mình đựng ấy chứ. Đấy. Cần thêm một cái rương. Thôi để 2 cái rương luôn đi đúng không? Để 2 cái rương luôn đi cho nó ngầu. Đấy. Rồi, đấy. Ủa chết rồi, tôi ấn nhầm cái nút rồi. Ấn nhầm nó tạo ra một cái nút gỗ rồi, được rồi, cất đi. À, ok các bạn, tôi nghĩ là cũng ok ở đây, tôi lên tôi xây thử nào. Úi dồi ôi, tôi nhảy phần đi ghê thật anh em ạ. Nhưng mà anh em biết tại sao máu tôi mất ít không? Tại vì tôi nhảy vào đúng rơm. Thì là nếu mà anh em mà nhảy vào đúng rơm ấy, thì anh em sẽ được giảm cái lượng máu mà anh em bị mất đi nhé. Bởi vì là cái đúng rơm là nó cũng mềm mà đó, game nó khá là chân thật. À, bây giờ tôi sẽ trèo lên trên kia các em ạ. Thì tôi không có thang nhỉ, tôi không có thang, vậy thì tôi phải chấp nhận dùng ấy thôi. Dùng nước mà trèo thôi. Úi dồi, từ từ anh em ạ, nếu mà dùng nước mà trèo này thì cũng nguy hiểm nhỉ. Dùng nước trèo này thì sẽ cuốn trôi cái mía này của mình đi. Cuốn trôi cái mía thì sẽ chấm nó lại các em ạ. Đấy, chấm nó lại này. Đấy, hợp lý luôn anh em ơi. Quá đẹp. Rồi, bây giờ tôi sẽ dùng nước lên anh em ạ. Rồi, tôi đi lên rồi, tôi phá một cái ô này để tôi lên này. Nào, cố gắng phá đi em ơi. Phá nát đi rồi, rồi, được rồi. Đấy, xong rồi mình đi lên này, được rồi. Rồi, các em ạ. Rồi, tôi có 5 cái giường này. Đặt vào đây này. Một cái mình đặt vào đây, các em ạ. Đây, một cái là mình đặt nó ở vị trí này. Đấy, đặt nó lòi cái chân ra ngoài hả? Tránh ra em mèo này. Hai, à một cái là mình sẽ đặt nó ấy, còn lại là 4 cái còn lại là mình đặt nó như thế này các bạn. Các vào đây này, vào đây này, đây này. Ơ, đặt được luôn này. Ok, em mèo đã ở dưới gầm giường các bạn. Dậy em ơi. Rồi, à sau khi mình xong cái này các bạn. Thì chúng ta sẽ cần đi lên bên trên. Đó, mình đi lên bên trên là mình đã đặt đi lên bên trên, sau đó mình đặt cái xô không, mình đặt cái rương. Đó. Đó, xong đặt nó vào đây. Đấy. Xong mình có hopper anh em ạ, có hopper mình đặt cái chiếu vào cái rương đây. Đấy. Đấy, cái này cũng chiếu vào cái rương. Đấy anh em ạ. Xong rồi mình sẽ dùng cái này để mình chắn cái tầng hầm, là mình chắn cái mái lại. Đó. Sau khi mình chắn cái mái rồi thì mình sẽ có cái tường đá cuội này á, cái tường đá cuội này mình sẽ chắn nó lại này thôi. Đó. Cứ mỗi cái là 3 ô. Đấy. Dễ mà đúng không anh em? Đấy, khá là đơn giản. Rồi rồi anh em ạ, à, tôi đã xây xong rồi và tôi cũng vừa mới dùng nước và tôi xuống luôn rồi. Đấy. Ôi, ôi, em mèo em nằm bên mình kìa. Tranh thủ chụp ảnh màn hình của anh em ạ, á chà. Thì anh em có thể thấy là hiện tại tôi đang cầm một cái miếng thịt gà này. Thì mèo là nó có một cái tính khá là hay các em nhá. Đó là nếu mà nó cứ sau một buổi đêm ấy, là mèo nó sẽ mang về cho mình một cái vật phẩm gì đó. Tất nhiên là nó chỉ là một cái vật phẩm đơn giản thôi, chứ nó không bao giờ nó mang cho mình kim cương rồi thì mấy cái như kiểu là cái khoáng trong địa ngục đâu nhá. Đấy, bây giờ ấy các bạn, đây bây giờ tới cái vấn đề nan giải nhất của cái máy farm iron đấy đây anh em ạ. Đó là mình phải mang được 2 anh dân lên bên trên kia anh em ạ. Rất là nan giải ở cái khoản luôn anh em ạ. Thì tôi cũng đã có suy nghĩ rồi. Cũng đã có suy nghĩ rồi anh em ạ, đó là tôi sẽ phải xây một cái phòng nhỏ để tôi nhốt mấy anh lại. Đó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần 2 anh thôi.
Đây hai anh này được rồi đây anh em ạ. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, ngon quá. Tránh tránh ra với anh nhá. Được rồi anh em ạ. Ờ, ngon quá. Ủa có ba anh rồi, chết rồi, có ba anh rồi. Phá lỗ ra đây để cho hai anh qua anh em ạ. Nào, một anh, chỉ cần một anh qua ngoài thôi. Em chỉ cần hai anh thôi. Ra ngoài anh ấy. Ra ngoài anh ấy. Anh ở trong đấy anh ấy. Ủa ôi. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ôi dồi ôi đúng rồi. Hợp lý anh em ạ. Đấy tôi mang thuyền bởi vì tôi tính bắt mấy anh lại đây nhưng mà không cần dùng cái thuyền luôn anh em ạ. Ok các bạn, thì bây giờ tôi sẽ phải xây cái hệ thống đường ray. Tôi sẽ phải xây cái hệ thống đường ray để tôi xây từ bên dưới này, tôi móc một phát thẳng lên trên kia và tôi sẽ đưa làm sao để cho các anh ấy đi từ đây và đưa thẳng lên trên kia anh em ạ. Ok các bạn, và chắc chắn là cái hệ thống đường ray này là nó sẽ rất là lâu các bạn. Sẽ rất là lâu đây các bạn. À, nên là anh em đợi tí nha, các bạn tôi xây xong rồi tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Rồi anh em ơi, ui dồi ôi, tôi xong rồi. Tuy nhiên tôi không hiểu là tại sao là lại có ba anh dân làng ở đây các bạn. Theo tôi nghĩ là bởi vì buổi đêm là mấy anh ấy nằm vào giường cái này đó, thì có một anh đã nằm ở cái giường rưỡi này đó, xong ban ngày là anh dậy thế là anh bay qua bên này luôn đó. Bây giờ có ba anh bên này luôn. Sao ba anh này lại không có nghề nhở, lạ nhở. Tôi để hết học nghề rồi mà. Hết được kệ đây các bạn. Đây, nói chung là tôi đã xây xong một cái đường ray rồi anh em ạ. Đó. Và tôi đã, chính tôi đã ngồi lên cái đường ray nhá. Và cái đường ray này nó đưa tôi được lên tận đến đỉnh luôn đó. Anh không thể nhìn thấy đây. Đấy, úi dồi ôi, rất là loàng hoàng. Đó. Để tôi đi thử cho anh em xem nhá. Để tôi đi thử cho anh em xem. Xe bỏ đâu rồi, đây rồi. Đó. Đặt vào, ngồi vào. Để chào mèo nhá em thơ. Đấy. Đấy. Thì tôi mong là bọn kia chúng nó cũng có thể, tôi mong là các anh dân là các anh cũng có thể đi được đúng như vậy anh em ạ. Đấy thôi bây giờ tôi hiền lành là tôi đi chậm chậm xuống thôi anh em ạ. Tôi không dám thể hiện skill ở đâu. thể hiện skill mà thể hiện lệch một cái là đi bụi cả cái gua luôn anh em ạ. Mèo nhảy. Xinh nhỉ anh em nhỉ. Con mèo xinh thật. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ phải phá cái này ra để tôi cho một anh dân làng vào. Vào đây kìa. Qua đây kìa. Nào. Ôi trời ơi, chết rồi. Trời ơi. Xuống đây xe ơi. Trời ơi. Để tôi lên lấy cái xe đây các bạn. Sau này. Sau này. Xe. Đừng xe. Trời ơi. Tôi lên tôi mang cái xe xuống đây các bạn. Nói. Hay thể hiện skill phát nữa nhỉ. Thôi. Thôi các bạn. Đấy, đi xuống cho an toàn. Ok các bạn, tôi đi ngủ cái sau thì tôi tìm cách và tôi đưa cho mấy anh vào trong này các bạn. Đấy thì thực ra mình muốn đưa mấy anh vào trong này ấy, thì mình sẽ phải chặn cái bức tường lại ở đây. Đó, xong đi ngủ cái đã. Đó. Rồi xong rồi để xe mỏ vào đây, chắn vào đây các bạn. Các anh ấy. Đi vào đây các anh ấy. Thì nếu mà mình... cái xe mỏ tôi đâu rồi? Trời ơi. Tắt cái này ra anh các bạn, đúng rồi. Thì mình tắt cái này ra thì cho xe nó không bị chạy. Đi vào anh ấy. Ôi đây. Ui ngon quá. Được rồi anh các bạn, thành công rồi. Đi lên anh. Đúng rồi anh, đi lên anh, đúng rồi. Đi lên đi anh. Cứ lên đi anh. Ui dồi ôi, thành công rồi anh ơi. Anh lên trên tầng cao nhất rồi. Ui dồi ôi. Thành công rồi anh em ạ. Tốt quá. Thành công rồi một nửa đấy. Đấy, bây giờ mình cố gắng. Mình đưa nốt mà anh nữa lên anh em ạ. Ok, thì bây giờ tôi sẽ phải xuống làm thêm một cái xe mỏ nữa. Xuống tôi làm thêm một cái xe mỏ nữa thì mình phải để cái xe mỏ kia ở bên trên để mình giữ cái anh kia để anh ấy đứng bên trên đấy mà. Đó, làm thêm một cái xe mỏ đó thì cần thêm 5 bạc thôi. Cũng chả cần gì đâu. Tương lai biết đâu mình cũng cần thêm xe mỏ mà đúng không? Cứ làm thêm đi. Không cần sợ phí đâu. Này, anh vào đây kìa. Anh đừng lo. Em không có giết anh. Anh lên trên đấy là anh được sống gọi là sống sung túc, sống an nhàn anh nhá. Đấy. Rồi. Đi lên anh ơi.
Rồi, ui quá con anh em về. Ơ? Anh ở đâu rồi? Ơ? Anh đừng xuống anh ấy. Đi lên đi anh ấy. Sao mà anh lên rồi mà anh lại xuống nhở? À, hình như là do có một cái anh là anh ấy lên trước rồi ấy, cho nên là anh ấy đứng anh chắn anh em ạ. Nè, để tôi lên và tôi đẩy cái anh này qua chỗ khác anh em ạ. Đây là thằng này này ấy. Thằng ấy lên trước rồi sau đó đứng có chắn thế này. Để tôi dùng cái thuyền. Phá cái này đi anh em ạ. Đặt cái thuyền vào. Đấy. Ui chết rồi. Tôi lỡ đánh anh nữa rồi. Đi vào thuyền ấy, đúng rồi, hay quá. À, và tôi lái cho anh ấy đứng vào đây anh em ạ. Tôi lái cho anh ấy đứng vào trong góc. À, thì anh này thì anh sẽ không có chấm cái anh kia nữa. À. Ê, ủa ôi, phải cẩn thận, ủa ôi. Chóng mặt anh em ạ. Ok. Xuống thử lại thôi anh em ạ. Rồi đấy anh, nhanh đi lên thử đi anh. Rồi. Ê, tôi mong phải thành công anh em ạ. Tôi đoán là thành công thôi. Đấy, anh lên rồi, anh cứ đứng kia trên đấy nhá, anh đừng có đi xuống anh nhá. Rồi, u rồi ngon quá, đi vào đi anh. Vào đi anh. Ủa, chết rồi. Ờ, tôi lỡ lủn anh ấy xuống rồi. Để từ từ tôi xuống mang anh lên đi cơ. Rồi anh em, tôi đã mang anh lên đây và anh em có thể nhìn thấy là em mèo của tôi cực kỳ tranh thủ anh em ạ, đã tranh thủ nằm luôn rồi. Rồi ôi. Nhưng mà xinh cái này thì ai nỡ mà chửi đúng không? Rồi anh em ạ, bây giờ chúng ta sẽ nhốt cái anh em vào anh em ạ. Đấy, nhốt vào như này. Đấy, xong rồi, tốt quá. Bây giờ phá xe cho các anh ra anh em ạ. Phá xe, phá thuyền cho các anh ra. Các anh tự do rồi. Đấy, bây giờ là các anh sẽ ở trên này mãi mãi các anh nhá. Đấy, xong rồi tôi sẽ đặt cái giường ra anh em ạ. Tránh ra anh ấy, để em đặt cái giường ấy. Đấy, đặt vào. Ơ, tránh anh ấy. Rồi, một cái nữa. Anh lên trên cái giường mà đứng, đúng rồi. Rồi, ui dồi, quá ngon anh em ơi. Quá ngon. Bây giờ ấy, tôi sẽ phải dùng nước để tôi thoát ra khỏi cái chỗ này thôi. Không sao đâu anh em. Anh em đừng có lo, mèo sẽ tele cho mình ấy mà. Mèo nó tự tele cho mình thôi, chả sao đâu. Đấy. Tôi dùng nước để thoát ra rồi. À. Bây giờ tôi sẽ phải đi xuống dưới anh em ạ. Tôi phải đi xuống dưới và tôi cầm thêm đồ lên. Bởi vì là mình cũng chưa xong đâu. Ui dồi ôi. Rồi ôi nguy hiểm anh em ạ. Thôi rồi thì cái công trình đường ray này của mình cứ để yên đi anh em ạ. À, đầu tiên là tôi cần phải xuống dưới và tôi cầm đồ ăn lên anh em ạ. Bởi vì là phải có đồ ăn cho mấy anh ấy thì mấy anh ấy mới sinh sản được. Tôi có 5 cái giường mà. Nên là mình cần có 5 thằng dân anh em ạ. Là hai anh ấy phải đẻ ra thêm 3 thằng nữa. Đấy, tôi xem thử xem tôi có đồ ăn thì hôm nay có lúa đây. À, có lúa thì tôi làm bánh mì tôi vứt cho mấy anh em ạ. Bởi vì tôi không có cà rốt, mình có thể vứt cà rốt được. Mà không có, tôi làm bánh mì đi. Dạ, đây, tôi làm cái bánh mì. Đấy, 15 cái tôi vứt cho mấy anh ấy, rồi mấy anh sinh đẻ thoải mái anh em ạ. Xong rồi tôi sẽ cần phải làm cái biển nữa anh em ạ. Cái biển. À, cái biển này như là mình có 2 cái. À đây rồi, có 2 cái rồi, ngon quá. Mình cần thêm 2 cái rồi. Mình cần tổng là 4 cái biển. Đó, mình có 2 cái rồi, thêm 2 cái được. Rồi, đấy, có 5 cái luôn này, ngon quá. Xong bây giờ mình cần có một xô dung nham nữa anh em ạ. Cần có một xô dung nham và một xô nước nữa. Tôi nhớ là trong này là tôi có một xô này. À, ở trong này là tôi có khá nhiều xô, tôi lấy một xô. Ok anh em ạ, bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới cái hầm. Cái hầm của tôi để tôi lấy dung nham anh em ạ. Đây, đấy. Xuống dưới cái hầm này. Úi dồi ôi, cái chỗ này nguy hiểm anh ạ, phải chắn cái này lại chứ không chốc nữa là mấy anh dân là mấy anh ấy tranh thủ rồi mấy anh trốn ra ngoài đấy. Đấy, chắn lại, không ai được phép trốn anh em ạ. Đấy, xong phá bên này. Rồi tôi sẽ đi xuống hầm. Hello mấy anh. Chắc là mấy anh ấy không nhận ra là mấy anh ấy vừa ấy mất đi hai người bạn đâu nhỉ. Hai người bạn của anh ấy được chuyển chỗ rồi. Ok, anh em đợi tí để tôi xuống hầm tôi múc lava nhá.
Rồi rồi anh em, tôi đã xong rồi đây. À, bây giờ tôi sẽ chắn chỗ này lại và tôi lại mở cái này ra để tôi đi lên. Ơ, mà mình đi lên bằng cái này làm quái nhỉ, mình đi lên bằng cái này đi à. Ơ, mình có đường đi lên mà. Ok, đây là tôi phải chạy theo cái đường này để tôi đi lên trên kia kìa. À, đấy, và bây giờ là đấy, cái này sẽ là cái bước cuối cùng của tôi đây các em ạ. Sắp xong rồi, chúng ta phải vứt bánh mì ra để cho các anh ấy sinh sản. Sau đó thì chúng ta đây, chúng ta chỉ cần có cái này thôi, nhảy lên đấy, đặt nước xuống rồi đi lên thôi. Đấy, xong rồi tới múc cái nước đi. Đấy anh em nhá, nước cực kỳ quan trọng anh em nhá. À, chỉ những pro là họ mới dùng nước ấy. Các anh ấy, chào hai anh, em có tí bánh mì cho các anh ấy, nhặt đi nhá, vứt cho nhau rồi sinh sản đi nhá. À, ok, ôi tránh tránh tránh, để em lên thôi, các anh không có được bơi lên đâu. Rồi rồi, xây chắn nó lại các bạn ấy. Xong rồi, để tôi xây chắn nốt mấy cái chỗ bên ngoài này lại. Rồi ấy, xây chắn nốt lại cho nó không có bị hở ra, biết đâu nó hở ra nó làm cho cái máy của mình nó không hoạt động hiệu quả được anh em ạ. Đấy, sẽ chắn nó lại. Đấy, xong bây giờ chúng ta có cái biển đây đúng không? Chúng ta đặt biển này anh em ạ, một cái đây này, một cái đây này. Đó, xong rồi. Ở đây này. Đó. Và rồi ở đây này. Đấy, và cái xô dung nham này chúng ta đặt vào nó ở đây các bạn. Đấy, mình đặt nó ở đấy. Cẩn thận anh em nhá, chẳng may mà đứng vào cái xô dung nham mà chết đấy. Ôi mèo thì em tránh tránh ra nhá mèo, nguy hiểm đấy. Ôi. Đừng có, ôi. Ôi rồi ôi. Đi bụi con mèo của tôi rồi, đi bụi em mèo rồi. Tôi buồn quá anh em ơi. Đau lòng quá anh em ạ. Ok anh em ạ, đau lòng. Thì như vậy là chúng ta đã xong được cái máy farm của chúng ta ở đây anh em ạ. Thì có một đặc điểm đó là máy farm này là nó chỉ hoạt động về đêm. À không 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 không, chỉ hoạt động về ban ngày anh em nhé. Bởi vì là các anh dân làng là chỉ có ban ngày các anh ấy mới có thể sản sinh ra được golem anh em ạ. Thì cái máy farm này là dựa trên cái chuyện là mình giết golem để mình có được bạc anh em nhá. Thì bởi vì mình giết golem là mình sẽ được bạc mà. Đó. Vậy nên là buổi đêm là sẽ không có farm ở đâu, mình phải đợi tới ban ngày. Ok các bạn. Em mèo của tôi khá buồn anh em ạ, khá buồn. Thì phải chấp nhận thôi anh em ạ. Tôi xuống tôi xây cho em mấy cái gì đó tưởng niệm. Buồn anh em ạ. Cái giường của tôi đâu nhỉ, tôi đi ngủ cái đã cho nó sáng anh em ạ. Khổ thân em mèo. Em mèo của tôi nãy còn nằm ở giường rất là ngoan ngoãn anh em ạ, khổ thân em ấy. Ê anh em ơi. Không sao anh em ạ, sau này tôi đi thu phục em khác nhỉ. Yeah. Không sao. Ơi, cái thằng kia nó trốn tôi à? Ôi ôi, nó vẫn đi ngục rồi. Chết cha rồi anh em ạ, chết cha rồi, chết cha rồi. Thôi kệ nó đi, kệ nó đi anh em ạ. Bởi vì là trong địa ngục là có mấy anh Piglin là mấy anh ghê lắm, mấy anh ấy xử mình đấy. Kệ nó đi đấy, bây giờ tôi xây, tôi lấp lại cái chỗ này nữa là ok này. À, xây lấp lại chỗ này nữa là ok. Tôi để là một tầng ở trong đó, tôi lấp cát. À, tôi lấp vào này. À, tôi lấp ở tầng 2. À. Ok các bạn, thế là chúng ta xong được cái máy farm sắt rồi đấy. À. Thì bây giờ thì đơn giản thôi. Chỉ cần đợi cho mấy anh ấy sinh sản thêm. Đấy, sau đó thì ban ngày là golem nó sẽ tự sản sinh ra và nó sẽ tự chết đi luôn bởi vì là mình có lava mà đó. Và mình sẽ tự farm sắt luôn anh em ạ. Đấy. Có nghĩa là anh em chỉ cần online nhá, là anh em chỉ cần bật game, sau đó thì anh em cứ đứng ở xung quanh cái chỗ này để cho cái máy farm hoạt động ấy. Đó. Là được anh em ạ, là anh em sẽ có rất là nhiều sắt. Theo như tôi biết là trong 15 phút là được tầm
50 sắt anh em nhá, khá là nhiều đấy. À, ok anh em nhá, thì hôm nay từ từ á nhở. Anh em đợi tí nhá. Đợi tí để đợi thử một lúc để xem thử xem là cái máy pha nó hoạt động được không. À, nếu mà máy pha hoạt động được thì tôi sẽ báo cho anh em nhá. À, ok anh em thì ở đây. Tôi không hiểu sao mà hai anh ấy cứ nhìn nhau suốt anh em ạ. Thương lượng mãi nhưng mà vẫn chưa chịu làm baby. Đấy. Bởi vì là ít dân làng quá nên là nó không có tạo ra được golem đấy anh em. Thế nên là trong rương bây giờ mới chưa có một chút bạc nào đây anh em ạ. Là bởi vì ít dân làng quá anh ạ, thì cần phải có thời gian anh em ạ. Mà thôi, chắc tập hôm nay tới đây thôi anh em ạ. Tôi mệt quá, tôi đi ngủ cái đã. Đấy. Sang tập sau rồi thì đấy, thì để ngày mai tôi dậy xong tôi vào, tôi cứ đứng ở xung quanh đây để cho mấy anh ấy thương lượng xong rồi thì mấy anh ấy sinh baby. À, rồi thì đủ 5 thằng là nó sẽ tạo golem ấy mà. Đó, nó tạo golem xong là mình sẽ farm một bạc thôi. Ok anh em nhá. Hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Tạm biệt anh em nhá. Yêu anh em rất là nhiều.